Rồi cho các bạn nha. Thì hôm nay tiếp tục hướng dẫn các bạn đó là bài toán server. Thì đối với toán server các bạn lưu ý mình sẽ làm bốn bước nha. Bước 1. Ở xin lỗi bài toán server các bạn là 6 bước. Bước 1. À, lấy dữ liệu ra và sắp thành bản cho hợp lý. Bước 2. Giả sử số liệu được hỏi nhiều nhất nó thông thường nó là gì là số lượng nó là số lượng nè là khối lượng nó vân vân thường nó là số lượng hoặc khối lượng cái gì đó rồi bước 3. tính cái được hỏi còn lại thường nó sẽ là lợi nhuận doanh thu hoặc là chi phí nó thông thường cái hỏi còn lại nó là lợi nhuận doanh thu hoặc là chi phí bước 4 xây dựng điều kiện các bạn xây dựng điều kiện ghi rõ ra xây dựng điều kiện và ghi rõ ra bước số 5 chạy server và bước 6 các bạn là kết luận các bạn lưu ý đây là 6 bước các bạn cần phải quan tâm để làm một bài toán server làm đủ 6 bước trường hợp mà người ta cho sắp bản rồi thì mình sẽ bỏ bước 1 tức là người ta cho bạn dữ liệu là bản rồi đó thì mình không cần làm bước 1 còn nếu người ta cho chữ không thì mình phải làm từ bước 1 rồi các em ghi chú giùm thầy 6 sau bước này rồi thầy hướng dẫn tiếp thì sau khi các em ghi xong cái điều kiện á thì đây là một bài toán hang ở đây có bốn đời thì uh, so với thầy uh, đúng ra thì nãy thầy nói đầu tiên để các bạn phải lấy công cụ ra lấy công cụ ra thì ở đây các bạn dùng file nè dùng option nè tại vì cái này á cái công cụ này á là bữa trước mình đã lấy rồi nó add in nè nó go nè công cụ này bữa trước các bạn lấy rồi nó để gì, enlistoban và solver in, đó cái solver này là bữa trước đó là thầy chỉ các bạn lấy rồi, bây yeah, giờ các bạn thấy rõ này, thấy yeah, các bạn thấy rõ này, đó, rồi mình chỉ cần lấy ra thôi, nè, solver in chế theo này, này, đó, rồi ok, thì mình sẽ có công cụ solver đây trong data, đó, data analysis này, solver này. Rồi. Thì uh, đối với bài số 1 nè, trong buổi 3. Bây giờ người ta yêu cầu bạn á là cần vận chuyển là một 100 kiện Coca và 100 kiện Messi Đó và người ta cho số lượng vận chuyển tối thiểu và chi phí được chưa? Đó và yêu cầu bạn tìm ra cái phương án vận chuyển coi Pepsi Coca này về kho Bình Dương và Đồng Nai là bao nhiêu kiện nó bao nhiêu kiện và người ta cho bạn tối đa cần vận chuyển ở đây tức là cộng hai cái này lại nè của Coca là 100 kiện và của Pepsi là 200 kiện được chưa làm và bạn tính làm sao đó được chưa để gì để cho cái chi phí nó thấp nhất. Ở đây càng sốt hùng càng vận chuyển. Đó, tức là bài này người ta cho bạn là gì đây? Người ta cho bạn là gì? Người ta cho bạn là lập thành bản hết rồi. Bây giờ mình giả sử ở bước số 2 giả sử cái được hỏi nhiều nhất, hỏi nhiều nhất đó là số lượng hoặc là khối lượng cái gì đó. Đây là thông thường nha. Rồi bài này hỏi gì đây? Hỏi gì đây? bạn hãy làm sao á là bạn tìm phương án vận chuyển về các kho cho tổng chi phí là thấp nhất tức là vận chuyển coi cái coca này về đồng nai và coca về bình dương là bao nhiêu kiện rồi pepsi này về đồng nai và pepsi về bình dương là bao nhiêu kiện để làm sao cho cái chi phí nó là thấp nhất đúng không vậy thì đây là hỏi là một 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 và dạ một đó tức là cái này là các bạn đây là cái mà người ta hỏi nè đó đây là bước số 2 đó các bạn cần vận dụng để vận chuyển đó, cái coca về đồng nai và coca về bình dương là bao nhiêu thùng và vết về đồng nai bình dương thì mỗi loại bao nhiêu thùng đó và tổng này thì sum hay này lại thôi đúng không rồi đó tại vì người ta yêu cầu bạn là gì đây về coca là 100 và vết nó là 200 thôi rồi bây giờ bước một xong rồi tức là giả sử này xong rồi Bước 2 ở bước hai là giả sử xong rồi nè. Bước số 3 là tính cái được hỏi còn lại, hỏi còn lại các bạn là chi phí. Đó, chi phí thì tính sao đây các bạn? Chi phí thì bằng gì đây? Số lượng các bạn vận chuyển nè. Đó, các bạn F4 nè, các bạn đem nhân cho cái gì các bạn? Nhân cho cái chi phí vận chuyển nè các bạn. Đó, lấy số lượng nhân chi phí ra được tổng chi phí. Được chưa? Và đây mình sử dụng công thức mảng thì nó sẽ tự hiểu lấy một đô này nhân cho một thùng nè, hai đô này nhân cho một thùng nè một đô này nhân một thùng nào và hai đô nhân một thùng nó nó nhân theo tỷ lệ nha rồi sau đó nhấn cần Shift nhấn enter nó đây công thức mãn nha các em cần Shift enter các em sử dụng đây công thức mảng giúp thầy nhé đây công thức mảng giúp thầy nhé rồi xong bước 4. xây dựng điều kiện ghi rõ ra bây giờ người ta điều kiện người ta yêu cầu sẵn rồi thì mình giờ mình kiểm tra đó tại vì nếu không á, thì mình phải dựa vào dữ liệu đó mình xây dựng điều kiện còn bây giờ điều kiện người ta xây dựng rồi thì mình kiểm tra mình sử dụng số lượng thực sản phẩm phải đạt mức tối thiểu tức là cái gì đây số lượng các bạn vận chuyển nè nó phải nhỏ lớn hơn hoặc bằng cái số lượng vận chuyển tối thiểu rồi toàn bộ số sản phẩm phải vận chuyển đến hết kho đó tức là mình sẽ tính tổng số vận chuyển đó là bằng sum hàng này lại được chưa Đó, mình xâm cái này lại. Nhớ mình xâm hai này lại. Thấy rõ ràng. Các bạn thấy không? Tức là khi bạn cộng lại á thì hai này cộng lại phải bằng trăm và hai này cộng lại phải bằng 200. Đó tại vì người ta yêu cầu bạn là số lượng vận chuyển phải phải về hết các kho. Rồi, thứ ba là số vận chuyển phải là số nguyên. Vậy rồi. Đó, do người ta không yêu cầu gì nhiều. Được chưa? Các bạn thấy người ta không yêu cầu gì nhiều thì mình tính tới đây. Đó, mình tới đây xong. Rồi, bây giờ mình chuyển qua chạy server. Data server. Rồi. Ở đây bạn muốn làm lại hết thì bạn chọn reset on giùm thầy. Rồi. Cái đầu tiên Cái bạn khung đầu tiên nữa các bạn là giá trị ô đích tổng gì phí. Giá trị ô kết quả và đâu ấy nè. Cái ô này là cái kết quả một ô của bước số 3. Lưu ý nha. Cái này là một ô của bước số 3. Các bạn nhớ. Rồi đọc kỹ coi người ta yêu cầu max là lớn nhất, min là nhỏ nhất và value of là giá trị bao nhiêu. Bạn yêu cầu min. By chain and variable cell những ô của bước số 2. Những ô của bước số 2. Quay chọn. Đó, quay chọn Như này là những ô của bước số 2 nha các em. Rồi. Nếu các bạn thêm điều kiện thì add vô, sở thì bạn chọn điều kiện change, xóa thì bạn chọn và delete. Reset on làm lại, add cái điều kiện vô. Điều kiện thứ nhất. Số lượng từng sản phẩm đây số lượng vận chuyển nè, phải luôn luôn lớn hơn bằng số lượng vận chuyển tối thiểu phải lớn luôn luôn lớn hơn bằng số lượng vận chuyển tối thiểu. Ok, hẹt vô một điều kiện. Điều kiện thứ hai, toàn bộ sản phẩm phải về hết kho tức gì đây? Coca. Coca bạn phải bằng phải bằng 100. Hẹt vô. Pepsi, cái tổng của Pepsi này các em phải đúng bằng 200. Các em thấy rõ rồi. Tại người ta yêu cầu số lượng vận chuyển phải về hết kho. Do số lượng vận chuyển bạn phải về hết kho. Tức là Coca là 100 và BC là 200. chưa? Số lượng vận chuyển là số nguyên. Đây. Số lượng vận chuyển nè. Là số nguyên các bạn chọn INT. Vô. Còn nếu như bạn muốn số dương. Nó thì quét hết nè. Dương thì bạn cho số lượng vận chuyển này lớn hơn bằng bằng 1. Đó. Bước cuối cùng này, điều kiện cuối cùng thì bạn có thể nhấn add vô hoặc là nhấn ok. Nhớ yeah. nha. Nếu bạn nhấn Add vô thì dán này bạn hết rồi thì bạn sẽ nhấn Cancel. Còn nếu bạn nhấn OK thì nó nhảy ra đây liền cho bạn. Server. OK. Nó ra kết quả cho bạn. Đúng không? Nó chi phí thấp nhất các bạn là 350 đô. Nó vận chuyển hàng này diện trăm thùng hàng này nó là đây. Nó cho sẵn các bạn từng cái từng cái từng cái. Mình chạy server bình thường. rồi mời các bạn sửa rồi bài 2 thì cũng tương tự vậy luôn thì người ta đã cho bạn là gì đây đây người ta cho bạn cái kế hoạch sản xuất người ta lập thành bản cho bạn hết rồi à, mình có sản phẩm đó, đó là coca và messi để tạo ra một cái coca thì mình cần có một lít nước 0,1 kg đường và 0,3 kg hương liệu. Được chưa? Rồi Pepsi thì 0,9, 0,1 và 0,2. Rồi. Số lượng sản xuất. Được chưa? Giá bán, doanh thu. Rồi. Thì các bạn thấy nè. Đây, do cái này người ta sắp như vậy luôn thì mình có thể làm theo. Còn nếu không á, cái chỗ chỗ này các bạn này số lượng sản xuất các bạn có thể bỏ qua. Đó mình đặt ở chỗ khác cũng được này do người ta sắp sẵn thì mình làm theo nó số lượng sản xuất một một đây là cái mà bước số 2 nè tức là bước một người ta lấy hết dữ liệu ra rồi nè nó rồi bước 2 là số lượng sản xuất bước 3 tính cái hỏi còn lại bà này yêu cầu xác định số lượng sản xuất để lãi rồng đạt mức cao nhất lãi rồng đạt mức cao nhất nó tức là tiền lãi đó các bạn nó năm nay là tiền lãi đó được chưa? Nó vậy thì đây cái chữ giá bán nè. Và doanh thu nè. Nó thật ra doanh thu này thôi, không quan tâm. Nó mà gì đây các bạn? Cái tổng cái doanh thu này nè, từng cái này thầy không quan tâm mà thầy tính một cái là tổng doanh thu luôn cho nó nhanh. Mình học mãn rồi má. Mình học mãn rồi, mình làm những cái nhanh nhẹn không làm. Nó bằng sùm tổng doanh thu thì lấy số lượng sản xuất nhân giá bán được chưa và, mình sử dụng công thức mảng. đó công thức mảng thì đúng nghĩa công thức mảng luôn này đúng không nó rồi ctrl Shift enter đây là tổng doanh thu rồi bây giờ tổng chi phí tính sao? Này, đơn giá nguyên liệu. Nó đơn giá nguyên liệu. Đúng không ạ? Thì tổng chi phí có nghĩa là gì đây? Bạn lấy số lượng sản xuất nè. Bạn nhân cho lượng nước. Nó, sau đó mình gì? Nhân cho cái giá. Được chưa? Nó. Đây giá nguyên liệu nè chi phí nó mình tính sử dụng nè sử dụng hai cái này nha nhân với vi giá thì bạn có thể làm rời rạc giống như vậy nó hoặc là có thể tính nhanh luôn nhanh luôn thì nhiều khi cái sợ các bạn chịu không nổi chịu không nói rồi đó nên thầy sẽ tính chậm chậm từng cái cho bạn nha nên tính nguyên liệu sử dụng lấy hàng này cộng lại Nhớ yeah này cộng lại. Nhân như này. Đây. Cái nguyên liệu sử dụng của bạn nè. Tổng nguyên liệu cái này chính xác á là tổng nguyên liệu sử dụng. Chính xác nó là phải tổng nguyên liệu sử dụng bằng sâm, số lượng sản xuất nhân cái lượng nước để tạo ra một sản phẩm. để đây nha các em rồi tương tự số lượng sản xuất nhân cái lượng đường để tạo ra một sản phẩm nhớ đây là mảng nên cần cho ship inter rồi hương liệu số lượng sản xuất Nhân cái hương liệu cần Shift ship inter cần cho ship inter nó có một đồng thôi ở bài tổng nguyên liệu nhé đây tổng nguyên liệu của bạn nè thì nhân nhầm mà bằng số lượng sản xuất nè tổng nguyên liệu bằng số lượng sản xuất nè đây để thầy phóng to lên cho các em nha bằng số lượng sản xuất nhân hương liệu cần cho ship inter được chưa? Đây, Rồi mình tính ra được tổng nguyên liệu sử dụng Thì mình nhân với đơn giá đó Đó mình ra tổng chi phí nè Tổng chi phí của mình nè Bằng đơn giá nguyên liệu nè Nhân cho Cái tổng nguyên liệu sử dụng nè Ctrl Shift Enter Rồi khoan khoan cái này phải quay lại cái bài này nãy là nhiêu Cái này là nãy là Cái này số liệu này nhiêu mấy em Nãy thầy nhắn nhầm cột rồi à? Đây thầy kèm dắt đây đi tám trăm đồng ha rồi tám trăm đồng rồi à, thì nhắn này nhắn làm cái này lại thôi bằng sum lại nè đó bằng uh, số lượng sản xuất nhân cho cái hương liệu bạn sẽ ra được tổng tiền hương liệu các bạn sử dụng nhớ là cần trang sếp nha rồi rồi sau đó mình tính tổng chi phí bằng số lượng nè tổng nguyên liệu sử dụng nè bạn nhân cho gì đơn giá của nguyên liệu nè được chưa Rồi lãi thì bạn lấy gì? Lấy doanh thu trừ chi phí. Đó, đây là cái bước số 3 các bạn nè. Nếu bạn thấy tính nãy giờ tính dòng 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 á thì đến này mới được cái bước số 3. Được rồi, Bạn thấy tính nãy giờ cái buổi trời bạn mới được cái bước số 3. Tức là có những cái trường hợp bước số 2 á, uh, bước số 2 thì dễ rồi, giả sử thôi. Bước số 3 có những trường hợp bạn tính có một ô là ra, nhưng mà có những trường hợp bạn phải bạn gì? Bạn phải thông qua nhiều bước bạn phải thông qua nhiều bước và mới tính được ở bước số 3 Rồi bước số 4 Xây dựng điều kiện Ghi rõ ra được chưa? Số lượng sản phẩm nguyên dương Nguyên liệu không vượt quá tồn kho Tức là bạn nguyên liệu sử dụng là tức mấy cái này nè Bạn không vượt quá mấy cái này Rồi ở đây các bạn lưu ý giúp thầy nè Bạn phải nhấp vô này nè Coi đây là chữ hay là người ta định dạng Ví dụ bạn nhấp vô này thấy trăm, Đây Tức là người ta định dạng còn nếu mà người ta ở đây ghi chữ á, thì mình phải viết nó ra ngoài để so sánh. Nó tức là khi đó các bạn chọn ô này bạn bằng nhỏ hơn bằng chập Nó rồi đây thầy làm cho các em coi nè. Rồi xong hết rồi. Nó thì gian này chạy server data server reset on audit ô kết quả mát người ta yêu cầu bằng cái lãi ròng cao nhất max giá trị thay đổi số lượng sản xuất Etio. số lượng sản xuất sản phẩm này là số nguyên int số lượng sản xuất là số dương lớn bằng một Etio. nguyên liệu sử dụng không vượt quá nguyên liệu tồn kho tức là sử dụng rồi nè nguyên liệu sử dụng của bạn này. phải nhỏ hơn bằng tồn kho Etio. Còn nếu không á, thì bạn có thể gì? Lấy 1,9 nhỏ hơn bằng 100. Để thấy không? 0,2 này nhỏ hơn bằng 56. 0,5 này nhỏ hơn bằng 60. Ok. Tức là nếu trường hợp thầy nói là trường hợp này người ta ghi chữ. Thì mình phải đánh số vô. Ok. Server. So Nó. Được chưa? đây là cái cách làm của bài toán solver rồi mời các em sợ rồi bây giờ số 3 là người ta nói gì đây người ta cho bạn sẵn là cái đơn giá nè lãi suất nè doanh thu lãi gì đó rồi người ta yêu cầu bạn xác định số lượng bán để bao nhiêu để tổng lãi nó một trăm ngàn nhưng mà thọ cái điều kiện sau này đơn giá nè số lượng nè nó 1, 1, 1. rồi lãi suất nè nó lãi suất tổng lãi he rồi tổng đơn giá tổng đơn giá làm chi để họ rồi tại sao ta người, người ta tính vậy? nó tính vậy thì hồi mình sẽ coi coi người ta tính sao nha tại sao người ta làm vậy? doanh thu bằng số lượng nhân đơn giá doanh thu nè nó doanh thu bằng số lượng nhân đơn giá ha rồi lưu ý nè các bạn lưu ý nè cái bài này người ta tính sai nha người ta tính sai nè doanh thu bằng số lượng nhân đơn giá nè nó các bạn thấy người ta tính nè các bạn thấy nè người ta kéo nè sai ha nó doanh thu này bằng số lượng nè nhân đơn giá nè tính vậy mới đúng nha được chưa tính vậy mới đúng nha nó là nhân gì đây nè nhân lại nè giờ cái này thầy khỏi mở công thức nha rồi tổng doanh thu được xâm ba này lại rồi lãi lãi này người ta tính sao đây lãi lãi suất lãi lãi bằng doanh thu nhân lãi suất nó lãi thì bằng doanh thu nè nhân cho nhân cho lãi suất nè nó thì người ta nói như sao thì các bạn tính vậy giùm thầy nó lãi thì bằng doanh thu nhân lãi suất cái này cũng dễ nên thầy xin phép các bạn thầy không có mở lên cho các bạn nha nó lãi thì bằng doanh thu nhân lãi suất ha rồi đây là tổng lãi người ta tính rồi đây bước hai nãy thầy đã giả sử số lượng sản xuất rồi nè các bạn rồi tổng doanh thu và tổng lãi suất lời rồi Được. tổng đơn giá này người ta cho chi không biết không biết người ta tính chi không biết tổng số lượng này đó người ta người ta tính thì mình tính để đi dùng hay không họ tính sao rồi bây giờ người ta yêu cầu bàn á là số lượng bán này nè bao nhiêu để cái tổng lãi tức là số này nè các bạn nó tổng lại nè, đạt được 10.000. Đó, đây là bước số 3 các bạn nè. Đó, đó là lý do tại sao á mà các bạn thấy là người ta tính gì đây? Tính tổng danh thu. Cứ từng cái từng cái từng cái. Rồi sao tính lãi? Cứ từng cái. Rồi sao tính tổng lãi? Ok. Bước 2 xong, bước 3 xong, bước 4. Số lượng xe máy phải là nguyên dương. Đây. Rồi. Số lượng xe máy phải lớn hơn 60. Xe đạp phải nhỏ hơn 250. Rồi, tức là cái này không có gì hết. Đó mình chạy server thôi. Reset xong. Bước 3. Ô này là một ô bước 3. Payload 10 000 đô. Giá trị thay đổi. Số lượng xe. Em cái điều kiện. Số lượng xe phải là số dương. NT. Số nguyên nha. Số lượng xe phải là số Dường, lớn bằng 1 Rồi Số lượng xe máy phải lớn bằng 60 Xe máy Lớn hơn bằng 60 theo. Xe đạp nhỏ hơn bằng 250 Xe đạp nhỏ hơn bằng 250 Nhấn OK hoặc là Add vô. Ở đây thì nhấn OK Server Đây Rồi đó. Rồi tại sao ở đây người ta yêu cầu bạn phải đạt là 10.000 nhưng mà ở đây không đạt. Đó. Tổng lại là 10.000 nhưng mà tổng lãi là không đạt. Vậy mình phải coi rồi, coi tại sao. Nhá. Nên coi theo này tổng lại có 300 mấy thôi. Nó mình phải kiểm tra lại từng cái từng cái từng cái. Nha. Nó hoặc là có thể bài toán có vô lý. Đây, 10.000 chứ không phải 1.000 này. Thì đánh thêm một số 0 nữa các bạn thấy không? 10.000 nha server. tự ừ, giải tự tính lại. rồi ok. này 10.000 đó. thì nó họ tự tính thôi. Yeah. nha. mình chỉ cần xác định đúng các bước rồi mình chạy thôi. đó rồi các bạn nhớ kết luận nhé. nãy thầy hay bài kia thầy quên nói. các bạn đối với bài này các bạn còn muốn nữa là kết luận. kết luận gì này đó người ta hỏi gì cái lần đó vậy cần sản xuất ra 28 xe đạp, 163 xe máy và một xe hơi để được tổng lãi ròng nó là 10.000 đô, 10.000. Đó, nhớ là phải kết luận. Rồi các em sửa giúp thầy. Rồi bây giờ số 4 nè, người ta nói gì các bạn? À? Xác định từng loại vận chuyển một tuần để được lợi nhuận là cao nhất. Đây. Ở nguyên liệu, thời gian, lợi nhuận, sản phẩm, số lượng gì đó tức là bây giờ người ta ở một cái công ty người ta tạo ra ba cái sản phẩm là afk đó người ta hỏi các bạn á là bây giờ cần sản xuất ra bao nhiêu cái loại này để được cái lợi nhuận à hoặc là ở này vận chuyển đó ta vận chuyển ba sản phẩm là afk đó vận chuyển này thì yêu cầu bạn á là tính số lượng vận chuyển này nè để sao cho nó cao nhất cái lợi nhuận nó cao nhất thì đây là nguyên liệu giống như bây giờ là xăng dầu nữa các bạn nó rồi thời gian vận chuyển là gì thời gian hoàn thành điểm từ điểm đầu đến điểm cuối là bao nhiêu giờ đó rồi lợi nhuận của một sản phẩm người ta cho tức là cứ vậy một sản phẩm này sẽ lời được bao nhiêu rồi bây giờ thì người ta yêu cầu bạn số lượng sản xuất ở số lượng cần vận chuyển giả sử đây là bước số 2 Bước số 3, tính cái hỏi luật còn lại là cái lợi nhuận. Mà lợi nhuận thì các bạn bằng doanh thu trừ chi phí. Nó mày bài này đâu cắn, người ta cho lợi nhuận sẵn rồi. Đó, lợi nhuận sẵn rồi thì bây giờ mình tính tổng lợi nhuận. Nó tổng lợi nhuận bằng gì? Bằng số lượng sản xuất nè. Ở xin lỗi số lượng vận chuyển nè. Nó số lượng vận chuyển nè các bạn thấy nè. Nó nhân cho gì các bạn? Nó số lượng vận chuyển các bạn đem nhân với cái lợi nhuận đây đây là phóng tên một chút xíu cho các em coi nó đây các bạn không lấy gì lấy cái số lượng vận chuyển này. nhân cho cái lợi nhuận mình sẽ là tổng lợi nhuận rồi người ta yêu cầu tổng nguyên liệu và tổng thời gian sử dụng thì mình sẽ tính tổng thời gian sử dụng nó đây là tổng có nè thì mình tính tổng nguyên liệu tổng nguyên liệu các bạn thì cũng y chang như nãy giờ mình làm bằng số lượng các bạn vận chuyển nè nhân cho số lít xăng dầu các bạn chạy nè các bạn sử dụng nè cái nguyên liệu sử dụng nè số ký luôn em nè nó rồi tổng thời gian nó tổng thời gian thì cũng tương tự vậy ha cũng tương tự bằng số lượng nè đem nhân cho gì cái thời gian nữa các bạn cái thời gian ha Rồi. Đây là bước 3 nè, rồi bước 4 nè. Người ta yêu cầu tổng nguyên liệu và sử dụng không vượt quá, tức là này là tổng nguyên liệu là không vượt quá 120, tổng thời gian không vượt quá 240. Rồi, số lượng là nguyên dương. Rồi các bạn thấy đã xong hết rồi mình chạy server. Data server. Reset on. Audit lợi nhuận mát giá trị thay đổi số lượng sản xuất đây số lượng sản xuất nào bạn yêu cầu mát các giá trị điều kiện số lượng sản xuất là số nguyên y ở số lượng vận chuyển nhé số lượng vận chuyển là số dương lớn hơn bằng một đó nếu làm sai thì bạn có thể delete bỏ nó qua reset on làm lại hết này do nãy thầy nhấp sai á rồi đây tổng lợi nhuận nào mát giá trị thay đổi là bao này nó bao này nè là bao số lượng này bạn giả sử đó à, cái điều kiện số lượng sản xuất là số nguyên int số lượng sản xuất là số dương lớn bằng 1 rồi tổng nguyên liệu và tổng thời gian tổng nguyên liệu sử dụng tổng nguyên liệu nè nhỏ hơn bằng 120 tổng thời gian nhỏ hơn bằng 240 Ok solver ok các bạn thấy không quá khó không quá khó ha rồi các bạn chạy như vậy và làm xong này thì các bạn chuyển qua ôn buổi 3 ôn buổi 3 mở solver lên thầy dạy một hai câu solver nữa cho môn qua cho các bạn rồi bây giờ là các bạn thầy sửa cho các bạn là câu 1 ôn buổi 3 bài toán solver được chưa bài toán này người ta cho bạn là chữ không à chữ mà vậy mình làm sao đây một doanh nghiệp cần sản xuất có một cái máy sản xuất quần và một máy sản xuất áo nó thì ở đây thầy ghi đây là quần áo thôi quần áo tại vì nếu người ta cho dữ liệu chữ thì mình phải sắp thành bảng còn người ta cho bảng rồi thì khối sắp nữa rồi công suất của quần nó là năm chiếc một tháng và áo là 10.000 chiếc công suất quần 5.000 áo 10.000 nó công suất rồi chi phí ở bài này vốn cho vốn là 500 triệu rồi chi phí sản xuất là 60 và 40. Rồi. Giá bán là 165. và Rồi. Đó, người ta chỉ cho nhiêu thôi. Đó, người ta cho bao nhiêu thì mình cứ lấy hết, sắp thành bảng cho hợp lý. Đó, mình lấy hết ra, sắp thành bản cho hợp lý Được chưa? Rồi Bây giờ nè, sau khi đó là mình đã xong bước số 1 đó, Bước 1 là lấy dữ liệu ra và sắp thành bản Đấy nha, lấy dữ liệu ra và sắp thành bản cho hợp lý Đó là bước 1 nha Bước 2, giả sử cái được hỏi nhiều nhất Giả sử cái được hỏi nhiều nhất Ở đây hỏi gì đây các bạn? Hãy trình bày server tìm số lượng quần áo để lợi nhuận tối đa. Nó tức là mình tìm số lượng sản xuất. Một quần một áo. Nó rồi, đây là bước số 2. Bước số 3 là lợi nhuận. Mà lợi nhuận thì bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Đó. Được chưa? Tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Vậy tổng doanh thu tính bằng cách nào? Bằng số lượng sản xuất nhân cho giá bán. Số lượng sản xuất nhân giá bán thì bạn được tổng doanh thu. Đó. Tổng doanh thu thì số lượng sản xuất nhân giá bán. Tổng chi phí bằng số lượng sản xuất nhân cái chi phí sản xuất nó tổng doanh thu thì số lượng nhân đơn giá tổng chi phí là số lượng nhân chi phí lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí lưu ý tổng doanh thu và tổng chi phí thầy sử dụng công thức mãn nên nhớ nhấn, nhấn giữ tổ hợp phím cần shift enter còn lợi nhuận này thì chỉ là công thức thường nên nhấn inter nha các bạn phải phân biệt bạn đang làm công thức thường hay công thức mãn nhớ nha bạn phân biệt là bạn đang làm công thức thường hay mảng rồi Bước số 3 xong. Bước số 4 xây dựng điều kiện ghi rõ ra. Nó thông thường cái điều kiện đầu tiên. Đó là cái bước 2 các bạn nguyên dương. Nó thông thường cái điều kiện đầu tiên đó là bước 2 nguyên dương. Tức là ở đây, trường hợp đây là số lượng sản xuất. Quần áo là số nguyên dương. Nó tức là nếu người ta hỏi gì nói uh, vận chuyển khối lượng gì đó. Số vận chuyển khối lượng gì đó thì thông thường cái điều kiện đầu tiên đó là ở bước 2 nè cái điều, cái số bài giả sử bước 2 nó là nguyên dương. Giờ bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra tất cả những dữ liệu người ta cho. Coi coi còn tính toán gì không hoặc điều kiện hay gì. Công suất thì công suất này các bạn nó sẽ liên quan gì đây. Số lượng sản xuất luôn nhỏ hơn hoặc bằng công suất nó số lượng sản xuất nè nó phải nhỏ hơn bằng công suất rồi chi phí bằng tính tổng chi phí doanh thu bằng tính tổng doanh thu giờ còn vốn điều kiện 3 điều kiện 3 tổng chi phí tổng chi phí sản xuất luôn nhỏ hơn hoặc bằng vốn. nó thử mình kiểm tra từng ngôi từng ngôi nào quận chi phí ở uh, tổng uh, tổng như đây? Nó tổng công, công suất các bạn nè, chi phí nè, doanh thu nè, giá bán đó, số lượng nè, vốn nè, tất cả sử dụng hết rồi. Nó xong hết rồi thì bắt nào chạy server data bước 5 chạy server reset on. Ô kết quả ở bước số 3. Này một ô của bước 3 mát giá trị thay đổi là những ô của bước 2 những ô của bước 2 e à, điều kiện vô số lượng sản xuất số nguyên y là số lượng sản xuất số dương lớn bằng 1 số lượng sản xuất phải nhỏ hơn bằng công suất nhỏ hơn bằng công suất rồi tổng chi phí nhỏ hơn bằng vốn tổng chi phí nhỏ bằng vốn ok server kết luận vậy cần sản xuất ra 5.000 chiếc áo 5.000 chiếc quần để lợi nhuận đạt tối đa 325 triệu mời các bạn sở rồi bây giờ nè bây giờ nè bây giờ cái bài này á thì các em thấy là người ta cho các em thành một cái bảng luôn rồi người ta cho em thành một cái bảng được chưa thì mình sẽ bỏ qua cái bước số 1 Rồi mình đọc đề để làm bước số 2 Bài này người ta yêu cầu một xí nghiệp sản xuất bánh ngọt Có 3 loại bánh ABC Ở XYZ Nguyên liệu để tạo ra một cái hộp bánh Cũng như là lợi nhuận Người ta cho Tổng nguyên liệu tối đa Người ta yêu cầu bạn để đạt cái lợi nhuận tối đa Thì cần sản xuất bao nhiêu Tức là bạn số lượng sản xuất của bạn nào. Đó. Nó số lượng sản xuất của bạn cái bánh x bánh y và bánh z này là bao nhiêu? Đây là bước số 2 của mình. Bước số 3 lợi nhuận, lợi nhuận. Thì các bạn ở đây người ta yêu cầu bạn lợi nhuận thì mình sẽ tính tổng lợi nhuận. Đó. Tính tổng lợi nhuận. Được và tổng lợi nhuận của bạn thì bằng gì các bạn? bằng số lượng sản xuất bạn đem nhân cho cái lợi nhuận của nó tại vì người ta tính đi lợi nhuận mỗi sản phẩm luôn rồi thay vì bài hồi trước á bài nãy á thì các bạn phải tính ờ tính doanh thu tính chi phí ra nó sẽ cả, trừ nhau ra được tổng lợi nhuận ra được lợi nhuận nó còn này người ta cho sẵn lợi nhuận của từng sản phẩm luôn rồi xong bước số 3 xong bước số 4 xây dựng điều kiện ghi rõ ra còn bài này người ta ghi sẵn điều kiện mình kiểm tra thôi. Số lượng sản xuất là nguyên dương, tức là này nè, nguyên dương. Rồi, nguyên liệu sử dụng không vượt quá nguyên liệu hiện có. Bài này bạn có nguyên liệu hiện có, mình chưa có nguyên liệu sử dụng. Tức là bạn tính gì? Tổng bột sử dụng. Tổng đường sử dụng. Và tổng trứng sử dụng. Rồi bây giờ tổng bột sử dụng bằng cách nào? bằng số lượng các bạn sản xuất đem nhân cái gì cái lượng bột tạo ra một sản phẩm Ctrl Shift Enter tổng đường bằng số lượng sản xuất nhân cái lượng đường để tạo ra một sản phẩm Ctrl Shift Enter tổng trứng số lượng sản xuất Nhân. trứng để tạo ra một cái sản phẩm trên transcript inter Mình nay không tính rõ tính tổng đường tổng trứng và tổng bộ rồi bánh y phải từng trăm trở lên bánh y từng trăm trở lên về sau Chạy server data server điều kiện thứ nhất cái ô đầu tiên giá trị ô đất, lợi nhuận Mát giá trị thay đổi những ô của bước 2 Add cái điều kiện vô Số lượng sản xuất số nguyên INT Số lượng sản xuất số dương, lớn bằng 1 Nguyên liệu sử dụng Đây nguyên liệu các bạn sử dụng nó tổng bột nhỏ hơn bằng bột có tổng đường nhỏ hơn bằng đường có tổng trứng nhỏ hơn bằng trứng có và lưu ý ở đây do thầy sắp tương ứng bột đường trứng thì bạn có được quyền bột đường trứng này nhỏ hơn bằng bằng này tức là bạn đã sắp bột so sánh với bột là đường so sánh với đường và trứng so sánh với trứng bạn được quyền làm như vậy còn nếu bạn nào sợ thì có thể làm từ ngột. rồi bánh y từ 100 trở lên tức là lớn hơn bằng trăm OK, Server Rồi sao đó bạn kết luận. Nó xong rồi thì bạn Dừng kết luận thôi. Nó khá là dễ nha. Nó đây là cái lợi nhuận nè. Nó đây là giá trị thay đổi nè. Rồi mời các bạn sửa như thầy này. Nhớ kết luận nha các bạn rồi tiếp theo thầy dạy các bạn đó là VBA hôm trước VBA á, thì mình lấy nó ra rồi nó là cái chỗ uh, develop nè cái để develop nè đó rồi các bạn thấy Visual Basic nè hôm trước mình đã học Macro rồi đó mình lấy VBA sơ ra rồi thì bây giờ đầu tiên thì thầy dạy các bạn VBA hàm if nó đơn giản lắm Được chưa và trước khi học hàm thì thầy cũng gửi cho các em đó là các kiểu khai báo VBA nó thì số thì các bạn là integer double và byte nó dạ yeah. Và nếu như người ta nói số người ta không nói gì á, thì các bạn double hết điểm này. Double hết điểm này. Đấy nha. Kiểu chuỗi thì nó là trên tức là chữ á. Các bạn dùng trên Vùng là Ren, ngày tháng là date yeah. còn cái hình này gửi cho các em á, cái đoạn code này học thuộc lòng. Nó những cái chữ màu đỏ này nè. Các em sẽ đổi. Còn màu xanh là tùy thuộc vào đề bài người ta đổi hoặc không. Nó đây cấu trúc vùng lặp với nét. Còn ở đây á, còn cái này á, là kiểu chung cho VBA Rồi thì bây giờ thầy hướng dẫn các em đầu tiên đó là cấu trúc if Nó cấu trúc if Thì khi làm VBA các bạn nhớ mở duy nhất một file thôi, đừng mở nhiều, mở nhiều lỗi nó các bạn chọn develop, chọn Visual Basic Giống như bữa trước mình học Mở ra cái bảng này Nó, nếu như á, nếu như nha nếu như bạn nó bị mất vậy luôn nè thì bạn nhấn Ctrl R nhé Ctrl R rồi VBA các bạn chọn VBA rồi rất con máy đó Thông thường nó sẽ cái thứ hai Chọn đúng cái đen đậm này nha mới được nha Các bạn chọn đúng cái đen đậm nha Nó đừng chọn mấy cái nhỏ nhỏ đen nhạt trong đây Nhớ phải đen đậm Cái chuột phải các bạn chọn Insert Nếu chuột phải các bạn chọn Insert các bạn chọn Module Nếu chuột phải Insert Module Function Cái tên hàm Bài này người ta yêu cầu viết hàm gì các bạn Người ta yêu cầu bạn viết cái hàm thành tiền nó thành tiền nhập vô hai đối số đó là số lượng kiểu dữ liệu thầy nói người ta không nói gì các bạn cứ double hết rồi phải đơn giá double rồi trả về double nó rồi nếu bài này người ta không có nói nếu gì hết đó. mà người ta nói gì đây nó người ta nói là thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá vậy thôi nó không có níu vậy đó rồi reset cho nó chạy nè da này bạn đánh cái hàm đó bằng thành tiền chọn ô số lượng chấm phẩy ô đơn giá enter nó còn người ta nó có níu gì đó thì bạn làm theo con này người ta đâu có níu gì đâu nó đây để thầy đưa qua Word cho các em dễ nhìn nha Rồi, đây thầy đưa buộc các em để nhìn nha. Ừ, vậy thôi. Rồi các em viết vô giùm thầy. Rồi lưu lại thì lưu bằng 3 cách giống như bài mặt rô nha. Lưu bằng 3 cách giống như mặt rô. Rồi sửa giùm thầy. Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè. Đối với cái dạng câu uh, cấu trúc vòng lặp for next này thì á uh, các bạn học thuộc lòng cái đoạn code này giùm thầy. Và những cái chữ nào màu đỏ là chắc chắn bạn phải đổi còn màu xanh là tùy thuộc vào dữ liệu người ta cho có thay đổi hoặc là không đổi nếu có thay đổi hoặc không đổi nha yeah. thì các bạn vô đến visual basis là mình thường thôi đây nút chuột phải insert module đó phần đó rồi ở đây người ta cho cái đoạn code thầy cung cấp cho các em đó các em cứ viết vậy thôi khao kết quả còn này người ta yêu cầu khao gì đây người ta yêu cầu bạn khao uh, kết quả luôn dữ liệu Adren nó đồ có này chữ đầu H nè nó quả này thầy giả sử nha đổ qua gì đây? thầy dùng đó là hàm khao lưu ý phân biệt hoa thường nha chỉ là khao thôi nhưng mà khao gì đây khao kết quả thì viết khao cao quy rồi khai báo vô lại gì đây dữ liệu nó dữ liệu Adren thì đây là thầy khai báo là gì um. thầy có thể khai báo dữ liệu hoặc này thầy ghi là gì ô xét nó adren nó tức là tùy thuộc vào dữ liệu đề bài người ta cho có thể đổi không trả về as by rồi dim ô điểm as dim kết quả as by nó đây hoặc cái ô điểm này mình có thể đổi hoặc không đổi luôn cũng được rồi đầu tiên kết quả nó cho bằng không nó người ta viết sao viết vậy thôi rồi bắt đầu vòng lập là for s ô điểm trong cái ô xét ô điểm trong cái ô xét nó các bạn ha là for ô điểm trong cái ô xét nè. Rồi bắt đầu dùng if nếu Nếu cái gì Cái led cứ cái, cái ô điếm các bạn Lấy một ký tự Mà nó bằng chữ H lưới phân biệt hoa thường nha Thì Thì sao các bạn Đây Còn nếu người ta thêm o gì nữa H thầy giả sử nha Cái này thầy H hoặc là gì đây Thầy chữ H nè hoặc là chữ T chữ H hoặc là chữ T được chưa Đây, chữ H hoặc là chữ T tới thầy thêm điều kiện luôn nha nó thay vì cái điều kiện này các bạn chữ H không à cái này thêm thì chữ O đây nè hoặc led led của gì các bạn cái ô điểm một cái từ nó bằng bằng chữ T nó nó led của gì đây cô ô điểm bằng chữ H hoặc nó bằng chữ T rồi, sau đó bạn gì đây? Kết quả bạn sẽ bằng gì đây? Kết quả nè, kết quả nè các bạn. Đó. Nó sẽ bằng cái kết quả bạn cộng cho 1. Nó bằng cái kết quả này bạn cộng cho 1 nè. Rồi n nét net nè. Đúng không? Nó n nè. Rồi net nè. Rồi gì đây? Cái khao của bạn nè. Lưu ý phân biệt hoa thường nha nó khao gì đó các bạn khao kết quả nè nó bằng gì đây nó bằng với cái kết quả của bạn nè bằng kết quả nè nó đây được chưa rồi xong rồi nếu bạn có thấy sai gì đó bạn sửa sửa xong bạn nhớ reset xét nhỏ nhỏ này các bạn nó rồi bây giờ mình sẽ điếm cái gì cái hàm mà nó là gì là khao khao kết quả nè các bạn rồi ở đây là ren hơn quét hết cái vùng. Nó enter. Nó rồi. Nó báo bạn sai, Hamlet nó sai nè. Nó. Được chưa? Reset nè. Rồi ra đây. Nhảy bạn kết quả. Nó. này Tức là đây là 12. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 7 8 9. Còn 3 nữa, tại vì mình thêm chữ T nữa thì phải. Nếu thầy nhớ không nhầm đó là chữ T. Đây chữ T Đó 9 nè Rồi 10 nè 11 nè Ủa sao có 11 vậy Còn chữ T nào đó ta Chữ H và chữ T Nó Vậy mình thiếu Đây chữ H này vì nó khó, nó này nó không phân biệt hoa thường nha đó, ừ, nhưng mà một số trường hợp đó phân biệt hoa thường để các bạn cẩn thận để kiểm tra coi nó còn sót không à không phải phân biệt hoa thường này một nè hai nè ba bốn năm sáu bảy được chưa tám chín mười mười một mười hai rõ ràng nó phân biệt chữ hoa thường chứ h này nó không đếm đâu mày. h thường nó không đếm nó h thường nó không đếm đâu. nhưng mà giả sử bây giờ thầy đổi cái chữ hoa đào nè thành chữ h thường thì lập tức nhảy xuống 11. các bạn thấy rõ ràng tức là nó phân biệt các bạn là hoa và thường chữ in hoa và chữ in thường đó thầy có nói ngay từ đầu đó thì các bạn thấy cẩn thận nha các bạn cẩn thận đặc biệt khi viết hàm vbi đó thì bạn nhớ viết cẩn thận kẻo uh, cái uh, hoa thường các bạn á là bạn viết nhầm Tại vì người ta in hoa bạn in thường là lập tức nó nó sai rồi. À? Được chưa? Đó, nếu bạn phải phân biệt cái chữ in hoa và chữ in thường nha. Phân biệt là chữ in hoa và chữ in thường. Đó, và đây là cấu trúc vòng lập phối nét. Đó thì trong VBA này thì có hai mình học nhiều dạng nhưng mà chỉ có hai dạng chính, đó là cấu trúc vòng lập phói nét và cấu trúc ép. Nó cấu trúc ép thì nãy thầy chỉ rồi, thì tương tự vậy thì mình áp dụng vô thôi. Rồi, các bạn sửa cho giùm thầy.